Thằng Tư luôn á, quay thằng Tư luôn á. Nè, sát cái mỏ mày vô. Nước bấm nè, mày dở con mày mới bỏ cho mày nó gấp, mày gấp. Cái rủi ra mày gấp. Quánh trước đi, uống sao? À, gì mới được hả? Trời ơi, nãy nó ăn con sùng. Nguyên con sùng luôn. Rồi, đưa vô. Chào mừng quý vị các bạn đến với đại hội đồ sát dừa. Chết à, vì miếng nhậu mà chết cái vườn dừa của nghĩa rồi, tiêu rồi. Anh Tấn vô nhà lấy nước mắm anh Tấn ơi. Nay là mấy bạn được ăn đuông sạch. Tức là thay vì cây dừa mình mà không muốn có đuông thì mình bỏ thuốc rầy vô họ vô cái ngọn dừa cho đuông nó chết. Đằng này bạn Nghĩa rất là hào phóng, bạn Nghĩa không có bỏ thuốc rầy để được mấy đuông nó sạch ăn không ảnh hưởng sức khỏe. Hai vô đó thì lấy cây dừa làm thức ăn cho đuông ăn. Ổ. Trúng ổ rồi. Ủa mới hình được rồi, tao thúc khúc ỉa ăn được đợt. Bữa nay là số lượng có hạn rồi, chút nữa coi chừng. Nhờ tao thúc rồi thúc. Xảy ra ẩu đả chứ phải giỡn chơi đâu nghe. Bữa tao điện rồi, giờ vô giặt luôn. Tự nhiên hay tao vô thử đi hứng chịu giặt luôn không. Để với chặt cái này. Đây. Bây giờ cho mọi người coi cái con đuông già nó ra là con hình thù nó ra sao. Đây. Đó. Đó. Không biết có ai mua đuông giống không thì bán cái con này được nè. Để về nhà gầy ra coi nhà ai có dừa bỏ cái con này lên. Được anh Tấn. Về chịu bỏ đi Nghĩa sang cho. Đúng rồi, cái này là con đuông giống chứ không phải giỡn đâu nghe. Dạ, Nghĩa thì bán đuông non, mày thì bán đuông già. Nhà có dừa chỉ cần thả con này lên thôi là bảo đảm là tháng sau có mồi nhậu. Đầy nhóc. Nứt trứng. Sướng luôn. Nè cho nó bò ra nè, đó. Nè. Đây. Con này là những giây phút cuối cùng được tồn tại chuẩn bị tử hình. Mày tự nó hả? Mày tạm nó hả? Đưa cái đầu ra chuẩn bị tử hình đó. Chứ mày không tạm nó, ỉa cũng tạm nó. Đây. Không tạm nó, ỉa cũng tạm nó. Tức là mồi nhậu rồi, còn đây là tội phạm. Đây là con của tội phạm, tức là con đuông dừa non. Đó, tắm nước mắm quốc nè. Chơi luôn, trời ơi, nhà mình ngại gì không chơi. Anh em phải cắt cái khúc này ra anh ơi. Nó trống trống gì á. Nó có cái gì trống trống á. Đây, đuông dừa. Đây là tới giờ giải quyết. Mình phải lưu lên. Mình phải lưu lên. Không, quay phim thôi. Thôi, xong. Nước mắm đâu? Chưa, giờ ăn không bắt đó, đừng bắt sớm. Kìa bài nướng cá đi. Lại quay cái nướng cá kìa. Rồi. Bữa nay đuông dừa nó số lượng có hạn cho nên là phải kiếm thêm mồi. Đây là lặn lội để bắt được mấy con này. Còn con nữa. Đủ không? Cá lóc chứ kết rồi. Ui nghe mùi thịt thơm. Ui dồi ôi. Cái tàn đây nè. Đâu sống rồi đó đó. Đây Nghĩa sợ đi dần dại đến tột lúc luôn. Kệ đi, đằng nào cũng chín mà. Đằng nào cũng chín mà. Vô ngồi đi. Rồi, cái này là giờ rót bia vô. Lấy bia để rửa mấy con thạch sùng. Bữa nay là ăn đuông dừa là phải ăn trong trật tự nha. Không có nháo nhào giống như bữa trước nha. Thứ tự lớn nhỏ nha. Tại vì bữa nay số lượng có hạn.
Đây cái này là tháp bia, tháp bia. Xài nó luôn đi. Quất láng đi, tranh thủ thời gian đi, trời ơi. Ai cũng cũng quất. Tao rảnh mà. Mày nói chút rồi tụi tao xong rồi về mày ở giữ vừa cho Nghĩa để đun hoài chết tội nghiệp nó mày. Thôi đụng má nó ở lại nó dám luôn. Đấy, để chuột. Giao vườn dừa cho chuột là nó bắt mấy con già già nó bỏ mấy con ba qua mấy cái kia. Chết luôn à. Nó bỏ xuống điều đó. Rải điều ra được. Ê mà không được, phải rải từ từ. Đừng sao xuống chặng này có mày cứ uống à. Có nó cứ uống à chặng đó là đi. Cái nó đầy cưa hai cũng được. Đi. Để hai ba con ngoài Nghĩa ơi, để hai ba con sống ngoài. Mày hả? Ừ, nó lựa mấy con nhỏ nhỏ để ngoài. Cho chứ giờ cho 50-50 đi, nửa sống nửa chín đi chứ ăn. Ôi, sống quá không, ăn không sống đâu. Thằng nào không phải ăn con á. Tao không có ăn sống á. Đâu rồi lấy mà, quất gậy. Rồi. Quên. Không có nào ăn không để nhiều dữ vậy. Trời để nó đi, ai cũng phải trải nghiệm chứ. Trời tao không ăn sống. Cái chuyện mày không ăn sống cho tao để vậy mày ăn không? Tao ăn. Lấy gì đựng này ta? Không lấy sao mà. Chặt cái lá coi lá nào. Lấy cái xé thùng bia luôn đây ca. Cá chín. Má Sài Gòn mà tao ken hết. Rồi mình phải đưa cái mặt mình vô cái đó là tập trung nè, đó. Khỏi quá. Rồi dạo qua vườn dừa và nước cá rồi đun rồi. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Ngồi luôn đi đại ca. Lót xuống ngồi luôn. Nè, đủ nè. Đây mà chưa uống nha mày, mình đừng để đại ca nha, mà để đại ca nha mày. Đã nói mày, thông báo rồi. Đã nói là số lượng có hạn mà mày sao. Hai con. Thì tao uống rồi tao có quyền mày chứ sao trong tớp mà chuột. Cái thật nó y như bữa vậy đó. Mày chưa được uống nha. Nó nghe nó live stream rồi từ từ. Nó từ từ. Đó khác, bữa nay khác, bữa đó nó cuối để cái nồi ăn đi, ăn đi nồi ăn. Không, bữa còn lại nhiêu đây nè. Còn bữa nhiều lắm. Kêu thôi mày ngồi ăn không đi chuột, không cho ăn không nổi luôn á. Béo dữ thiệt. Béo. Béo hơn dữ rồi. Okay. Thôi mình uống rồi mình chưa ăn nha. Giờ mình có quyền ăn nha. Ngon không á? Thôi mình ăn con bự nhất nè. Ủa này chín chưa bay? Chín rồi. Trời ơi. Còn ăn sống nữa. Thôi, đây. Nó còn sống ăn này chín nè. Đây là mấy con còn sống. Để chút nữa mình cho nó tắm nước mắm. Thân em vừa trắng là vừa tròn ha. Nè. Ăn tư luôn á, quay nó ăn tư luôn á. Nè, sát cái mỏ mày vô. Nước mắm nha, nước mắm nha. Con mày phải bỏ cho mày nó gấp, mày gấp. Xíu nữa mày gấp. Thôi được rồi. Thôi để tao ăn trước đi, mấy mày chờ mày lâu quá. Rồi. Quánh trước đi, uống sao. À, gì nữa. Trời ơi, này nó ăn con sùng. Nguyên con sùng luôn. Rồi, đưa vô, quánh đi. Ớt đâu mày nó mới. Tôi nói thiệt, có những bạn bè tốt thiệt chứ. Dừa nè, đuông dừa nó ăn dừa của tôi. Uống nước dừa mày. Mà nó vô nó ăn con đuông dừa mà nó cười tính ta không, tiệm. Nó béo. nó béo mà nó không có tần. Chế nước mắm vô đi. Chế vô xíu đi, chế vô. Rồi vô cái nha. Mình tức bữa quá trời luôn thiệt. Thôi mốt á. Còn thiệt cái trạng con này với con mày ha. Dột. Dột gà ăn không á. Đủ. Nhiều á. Nhiều. Bởi vậy bữa đó phí quá, bữa này không có phải không? Phục phí quá, phục phí quá. Chứ tính vậy nè, một cây á mà ăn một bài không hết, bây giờ còn 7 cây nữa là sao hết, mà cũng còn 7 cây giờ không đâu, không mà được 1 cây. Phải mày có nhân giống thì phải làm sao tương tự, ví dụ cây này ăn xong rồi tới cây kia. Thì rau là bắt ngay, một lần một lứa luôn á. Để vậy nè, thu rơm, trời ơi, không thu rơm là anh trái đều. Đừng có làm nhóm này mốt nữa. Đều lắm. Đều. Đừng làm mốt nữa. Ao luôn á. Vàng ao liền. Đừng làm mốt nữa, nguyên con cháu của nhóm này cũng nhật lề cá này với cái này nữa. Nó cúng đều luôn á chứ không phải vậy. Không, không mà cái mẹ nó có cúng là được rồi, sợ nó không cúng. Sợ không cúng chứ. Không có cúng là được, sợ nó không cúng. Nói cúng là có ai không? Nói mấy ông nghe bỏ chứ. Cúng mấy ông phải có cái này đâu mới chịu. Thử, chắc lẹ không? Rồi, tới đây được rồi, để quay nhiều quá quá. Có 5 người mà không chịu lại. Mấy bạn cũng hơi khó chịu. Rồi xin chào nha. Để bóc cái con đu dừa coi cái đó đi.